các bạn đến quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách bỏ cái kênh bạn và cái game Dinka.io này thì chỉ các bạn nha. Giả sử là các bạn đang có một cái kênh thì đây, nếu kênh tên bạn là gì đó như game như cái này thì cái game này nó sẽ không biết đây không phải là link, nó không có nhận được cái kênh. Thì các bạn chỉ cần gửi link cho đây rồi Dinka.io. Giờ mình sẽ gửi cái link lên mình. Bây giờ mình bỏ, nếu bạn chỉ ghi tên là tên của bạn là Rất Gamer thôi thì nó không phải là link nên nó không có nhận. Các bạn phải là cái link của cái kênh này luôn. Rồi giờ mình cắt nó ra, bỏ vô đây, nhớ chữ save nha, chứ nếu bạn nếu mà bỏ vô đây rồi mà bạn chưa có, thì mình vô thử cho bạn nha. À, chút quảng cáo mà có gì đâu. Đây, nó sẽ xuất hiện tên của cái người chơi này và cũng như những cái tên YouTube đấy. Thì video này mình đã chỉ cho bạn thành công rồi nhá. Và lần khác mình sẽ làm video về Dinka.io hướng dẫn gì đó mình sẽ nghiên cứu nhá. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhá. Thích thì cho một like và đăng ký. À đúng rồi, mình sẽ quay cái hạng của mình này. Đấy, mới level 29 thôi mà Adventure thì nếu các bạn không biết mới level 29 rồi đó. Thì các bạn không biết Adventure trong tiếng Việt là gì thì mình chỉ các bạn tra từ điển nha. Đây, đầu tiên giờ select google.com, mình để link dưới phần mô tả. Advance trình độ cao. Khoan, để mình ghi cái từ Advance trình độ cao, tức là kiểu nâng cao lên rồi đó. Advanced. Advanced. Ok, bye và hẹn gặp lại ở video lần sau nhé bạn. Nhớ cho một like, một đăng ký nha.